Mộc nhĩ giúp trị rối loạn tiền đình. Món canh mộc nhĩ tuy rất đơn giản, dễ làm nhưng theo đông y, nó lại có thể giúp trị rối loạn tiền đình rất tốt. Rối loạn tiền đình dễ xảy ra ở những người làm việc văn phòng, đặc biệt là ở nữ giới, phải ngồi nhiều trong phòng lạnh và tiếp xúc thường xuyên với máy tính, dẫn đến vùng cột sống cổ dễ bị nhiễm lạnh, lâu ngày làm co thắt động mạch cột sống, dẫn đến rối loạn tiền đình ngoại biên. Vốn là dân văn phòng, mình cũng mắc phải chứng bệnh này. Than thở với mấy mẹ cùng công ty, có mẹ đã bày cho mình một cách vô cùng hiệu quả, mà lại giản đơn chẳng ai ngờ, đó là ăn canh mộc nhĩ. Sau khi ăn món này một thời gian, mình thấy có tác dụng rất rõ rệt. Những triệu chứng của rối loạn tiền đình giảm hẳn, khiến làn da sáng, hồng hào, cơ thể nhẹ nhõm và thư thái. Theo mình được biết, canh mộc nhĩ còn giúp tiêu mỡ máu, thông mạch. Vì thế, mình đã chia sẻ món này cho chị chồng và bố mẹ chồng, cuối cùng hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Món canh mộc nhĩ này ăn vào buổi sáng là tốt nhất. Mỗi ngày nên dùng một lần liên tục trong vòng một tháng, và một lạng mộc nhĩ dùng cho 12 lần ăn nhé. Nguyên liệu để nấu món này rất dễ kiếm, các mẹ hãy tham khảo và dùng thử xem sao. Nguyên liệu chỉ cần 50g thịt nạc thanh, 8,5g mộc nhĩ, 5 quả táo tàu, 3 lát gừng mỏng. Cách làm. Bước 1, ngâm mộc nhĩ cho nở ra, sau đó rửa sạch rồi thái chỉ, thịt nạc thái mỏng. Bước 2, cho tất cả các nguyên liệu vào nồi nấu cùng với 600ml nước, đun sôi rồi vặn nhỏ bếp, để hầm đến khi còn lại khoảng 200ml là được. Hoặc dùng nồi áp suất thì cho lượng nước ít hơn, vì đun nồi áp suất không bị cạn nước. Tuy nhiên, khi nhận thấy mình có những triệu chứng của căn bệnh này, trước tiên bạn phải đi khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị cụ thể nhé. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.